Em Nhi will be a bigger YouTube star than Mama will. Xong chồng bảo khi mà con mà ngồi đây làm YouTube ấy, thì mẹ lép vế, nghĩa là con sẽ thành ngôi sao, còn mẹ chỉ là cái phông nền cho con thôi. Đấy, bảo chỉ có người tự cắn vào lưỡi mình mới hấp. Bây giờ mình sẽ đi làm món salad mà cái nguyên vật liệu chính ấy mà mình sử dụng cho cái món salad này đó là chính là cái hạt đậu gà cả nhà. Hạt đậu gà này thì mình sử dụng hạt đậu gà khô và sau đó mình ngâm và mình luộc lên. Thì mình sẽ cần một cup. Cái cup thì là mình ở đây nhà mình có cái cup này cả nhà. Nên mình sử dụng một cup này thôi. Và khi mà mình luộc lên thì nó nở ra thành hai cup cả nhà. Đây là hạt đậu gà mình đã luộc lên, rửa sạch và mình để cho nó ráo khô rồi. Nguyên vật liệu cùng với đó mình sẽ cần một nửa quả ớt chuông đỏ này, một nửa quả ớt chuông vàng này, vàng hoặc xanh tùy các bạn, màu gì các bạn có thì có. Mấy lại mình cần một ít rau mùi này, 3 tép tỏi này, một nửa củ hành tím này, 1/4 củ hành tây này. Đây là ba cái teaspoon đây này, mình có cái teaspoon này này. Chỗ này nó ghi là teaspoon. Khoảng 5ml thì ở đây là 15ml dầu ăn và 15ml nước cốt chanh. Và mình sẽ cần hạt tiêu và muối thì mình chỉ cần nửa cái teaspoon này thôi, khoảng 2.5g gì đó. Giờ mình sẽ đi thái các nguyên vật liệu và mình đi trộn salad để mình ăn cùng với món buổi tối hôm nay. Sau khi mà mình cắt thái xong ấy thì là cái ớt chuông ấy, màu vàng và màu đỏ thì mình sẽ cắt như kiểu là hạt lựu hoặc là to hơn hạt lựu gấp đôi. Và tỏi thì mình đập dập ra. Rau mùi thì mình cắt như thế này và tương tự như vậy, hành tím với cả hành tây thì mình cũng cắt như là mình cắt ớt chuông thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái dressing. Dressing chính là cái để mà trộn vào đây này cả nhà. Ở đây là mình sử dụng cái teaspoon này, thì mình ở đây mình có 3 teaspoon cái dầu ô liu rồi. Bây giờ mình sẽ cho 3 cái thìa chanh này vào, mình đã cân đong đo đếm rồi. Giờ mình sẽ cho một nửa teaspoon của cái muối. Một nửa. Ok, đó một nửa thôi. Đây là một teaspoon thì mình chỉ cần một nửa thìa muối thôi. Và mình sẽ cho hạt tiêu. Hạt tiêu mình sẽ cho rất là nhiều vào đây. Tùy vào nhà các bạn cho ăn được nhiều hay ít. Mình sẽ cho thêm một chút hạt tiêu nữa. Hạt tiêu đây là mình dùng hạt tiêu đen. Sau đó thì mình sẽ cho một cái teaspoon giấm cả nhà nhé. Cái giấm để trộn ấy, cái vinegar ấy, để trộn salad. Đó, giấm này là giấm táo. Các bạn không có thì bạn có thể cho thêm một thìa chanh nữa. Mình sẽ thích cho một thìa giấm táo. Một thìa thôi. Ok. Mình không có dùng nguyên vật liệu là đường nhé. Bây giờ mình sẽ đem cái bát salad của mình sang đây. Đó, giờ mình sẽ đổ toàn bộ cái hỗn hợp này vào. Và mình trộn đều tất cả các nguyên vật liệu luôn. Nếu các bạn thích ăn chua hơn thì các bạn có thể cho nhiều chanh hơn. Các bạn thích ăn mặn một chút thì các bạn cho nhiều đồ mặn vào. Còn các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho đường vào, nhưng mình không thích ăn ngọt vào đây. Các bạn nhìn cái bát salad của mình nó có hấp dẫn không? Thế này thôi, xong rồi mình sẽ ăn cùng với lại mì pesto. Cái món kiểu này là bên Tây người ta ăn rất là nhiều đó, mà ăn rất là có tốt cho sức khỏe. Nhưng các bạn trộn này là các bạn phải để thời gian cho nó ngấm nhỉ, chứ không ăn luôn ở đâu. Sau đó mình sẽ lấy cái túi bọc thực phẩm vào, mình bọc vào. Cái món chính mà mình ăn kèm với salad ấy, thì mình sẽ làm món mì Ý sốt pesto. Thì đây mình có tôm, mình đã ướp với lại một chút muối và một chút hạt tiêu. Và cái pesto thì không thể thiếu cái sốt pesto được. Cái này thì mình có thể làm được, nhưng mà mình mua sẵn ấy, nó tiện hơn. Đến mùa hè mà mình có nhiều rau húng hơn ấy, cái húng của Tây cơ, cái sweet basil ấy, thì mình sẽ tự làm cái pesto này. Thì cái nọ này mình mua chắc chỉ khoảng 2 đô, hơn 2 đô thôi, mình không nhớ lắm, 2 hay 3 đô gì đó. Nói chung là khoảng tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 60-70 nghìn Việt Nam thôi. Thì một cái hộp này thì sẽ dành cho 3 người ăn. Thì bây giờ mình sẽ đã cho dầu ăn vào đây để cho nóng lên, sau đó mình sẽ cho tôm vào, mình chiên qua trước, sau đó thì mình sẽ cho mì, và cuối cùng là mình sẽ cho cái sốt pesto này vào.
Ăn rất là đơn giản đó cả nhà ơi. Và ăn cùng với salad mà lúc nãy mình vừa trộn xong đó. Hôm nay là mình sử dụng cái mì dẹt này thì nó phù hợp hơn. Còn có rất là nhiều loại mì. Cái mì dẹt này thì rất tiếc là mình lại không tìm được cái mì nâu và mì đen. Cái mì whole grain ấy thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn, rồi mình chỉ tìm được cái mì vàng thôi. Thì mì này mình đã luộc lên rồi và mình rửa lại bằng nước lạnh. Và cuối cùng là cái mì nó không có, các bạn đừng luộc nó chín quá, tại vì tí nữa các bạn xào trên chảo này thì trong bằng xong, mình sẽ rào bằng xong thì nó sẽ bị lũn cái mì ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái món này rất rất dễ luôn. Giờ mình sẽ cho toàn bộ cái tôm này vào trước. Tôm này đã ướp rồi cả nhà nhá. Tôm này mình sử dụng tôm đã bóc vỏ sẵn rồi cả nhà. Xào lên trên tỏi được khoảng 10 phút rồi bắt đầu thì mình sẽ đổ toàn bộ cái tô mì này vào. Cái mì cũng thế, mình sẽ đảo đều lên cái tôm. Thì mình làm 2 suất hai vợ chồng mình ăn buổi tối, với 1 suất để cho chồng mình đem đi buổi trưa ăn ở công ty, ở chỗ làm ấy. Thì chồng mình đỡ phải nấu một cái gì đó, hoặc là chồng mình đỡ phải chuẩn bị, hoặc đỡ phải mua đồ ăn, tiết kiệm được tiền hơn. Vợ chồng trẻ lên tiết kiệm tiền để có những cái kế hoạch xa hơn. Con cái rồi nhà cửa rồi nhiều thứ khác nữa, vì còn phải về Việt Nam. 2 phút rồi đó, thì bây giờ mình sẽ đổ cái sốt pesto này vào. Đó, kia, mình đổ hết cả luôn. Ủa nó chặt đấy. Nó không ra thì bây giờ mình phải dùng cái thìa vậy. Đây nó khá là đặc nên là mình phải cho ít nước vào cả nhà. Đó, mình sẽ đổ nốt, tráng nốt cái nọ này. Vứt cái nọ này đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị tắt bếp, bây giờ mình sẽ bỏ ra bàn để ăn đây. Tối nay vợ chồng mình sẽ có mì ý sốt pesto với cả salad. Đây là đĩa của mình. Còn đĩa đó của anh chồng mình thì mình cho anh chồng mình nhiều salad hơn, gấp đôi cái bát salad của mình. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu bữa tối. Thì mình có rắc thêm một chút rau mùi lên bên trên đấy cả nhà, để tí trộn đều lên ăn cho nó ngon. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn in USA. Can you just say hello? Hello. Don't need me to ask you do it. Mình bảo chồng mình, anh ơi anh phải nói xin chào đi, buổi nào anh cũng cần phải em nhắc vậy. Just say it when I say it. Này, hi, something like that. Can you do it? Hi, something like that. Thì xin mời cả nhà ăn tối với vợ chồng mình. Let's say, you say, xin mời. Xin mời. Cả nhà. Cả nhà. Ăn tối. Ăn tối. Với vợ chồng. Với vợ chồng. Mình. Mình. Just, you know, in Vietnamese culture, we usually invite people to eat before we eat. So, for example, if I have my parents here, we need to say, so I invite my parents to eat, have a good meal, something like that. Mình bảo trong văn hóa Việt Nam là phải mời, mời chào đàng hoàng mới được ăn. Bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên. I forgot that we had actually gotten Alfredo noodles. Oh. Or fettuccine, whatever the heck this one is. We bought last time when we were shopping. No, I'm sorry if I don't remember absolutely. Anh chồng mình hỏi là sao anh sao mình vẫn còn cái mì này à? Anh tưởng hết rồi, bảo lần trước đi chợ rồi con rồi. Couldn't remember if we'd actually gotten it or if we decided to put it back. Anh có bao giờ để ý đâu? You don't pay attention to the stuff in the house. Anh có để ý đâu mà anh biết được. Cho cái này ra ngoài này một tí. Ok. Bây giờ sẽ ăn. Này. Keep eating. Pesto, cái này là pesto. Thì tiếng Việt in Vietnamese we call it mì ý pesto. Mì-ý means Italian spaghetti. Mì-ý pesto? Mì-ý? Mì-ý?
And this is salad, which is a salad trộn. Salad trộn. Cái này kiểu một dạng salad thôi, giống như salad trộn ấy. It's a pretty tasty salad. Mình chồng mình bảo salad ăn rất ngon. Pesto. Oh, of course, pesto is wonderful. Chồng mình bảo mì Ý ăn cũng rất là ngon. Very good, hả? Eh? Mm-hmm. So I already got a phone call from Appleton. What? Yeah, and they said they won't charge in June. So it means that it's done, the cancellation. Thì sáng nay cái một cái phòng khám của mình thì mình có mua một cái gói bảo hiểm bác sĩ đa khoa đó, thì mình muốn hủy cái bảo hiểm đó. Thì mỗi một tháng mình phải đóng $100 vào cái phòng khám đó đấy. Thế giờ mình không muốn nữa, thế là mình mới gửi cái tin nhắn cho họ. Mình mới bảo là tôi cần hủy cái bảo hiểm, gói bảo hiểm này. Nó không phải là bảo hiểm thông thường, nó chỉ là bảo hiểm của mỗi cái phòng khám đó thôi. Thì mỗi lần mình đến khám thì mình không có mất tiền. Mỗi một tháng là $100. Thì mình hủy, tại vì mình có bảo hiểm có bầu có thai ấy, thì mỗi một tháng sẽ mấy trăm đô cả nhà, tầm 7 triệu, 8 triệu tiền Việt Nam ấy, một tháng. Thế là mình hủy, thì bà gọi điện cho mình, thì là bà xác nhận là mình hủy. She said normally cancellation, mm-hmm. you can't get it done on their website, mm-hmm. either by phone or in person. Mm-hmm. Yeah. Okay. Thì không hủy được trên cái website của cái phòng khám đó, mà mình phải hủy trực tiếp ở đi bằng điện thoại, hoặc là hủy mà mình phải đến cái chỗ phòng khám đó. Nói chung là về cái bảo hiểm ở Mỹ này, nó rất là phức tạp và nó rất là tốn kém cả nhà. Seems kind of silly, but whatever. Doesn't matter. Chị chồng hiểu tại sao nó lại không có một cái hủy trên website mà lại phải hủy gọi điện thoại rồi này. Mình bảo cái đấy đâu quan trọng, hủy rồi là xong, tháng 6 mình không phải trả tiền nữa. In June we don't have to pay anything. That's it. End of story. Cái bảo hiểm ở Mỹ là rất đắt so với ở Đức, là đắt hơn nhiều. Unfortunately, health insurance in America is quite expensive. Mm-hmm. Mà nó cũng không cover tất cả đâu. Nó không có, nghĩa là nó không bao gồm tất cả chi phí đâu. Nhiều khi vẫn phải trả thêm tiền. Yeah, that's a little upsetting. They were they were nice and treated as well. I'd be happy to continue. Well, I still have service with them, I guess, through the company. But you know, for you, but yeah, it's. We're not seeing them frequently enough to warrant spending the money to maintain them. Chồng mình bảo ra cái phòng khám rất là tốt, rất là tiếc là phải hủy, nhưng mà mình không có đến cái phòng khám nó nhiều. Bây giờ mỗi một tháng mình phải mất thêm $100 nữa, trong khi đó mình có bảo hiểm khác nữa rồi. Mình thấy rất nhiều loại bảo hiểm chồng với nhau sẽ rất là nhiều tiền một tháng, vậy mất rất nhiều chi phí cả nhà. Nói chung là ai mà xác định sang bên này mà định cư ấy, xác định là cái hệ thống y tế là phức tạp đấy. Nếu các bạn chồng các bạn mà đi làm, chồng các bạn cho các bạn vào được cái bảo hiểm của công ty thì không nói làm gì, nhưng mà không thì khá là phức tạp. Cái của cho công ty của chồng mình nó chỉ bao gồm phần nào cho mình thôi, chứ cái bảo hiểm không bao gồm hết. Mình phải mua bảo hiểm riêng nữa, mà bảo hiểm riêng mỗi tháng mấy trăm đô đấy cả nhà, tính là tiền Việt Nam tầm 7-8 triệu một tháng. Vậy nên là rất là buồn mấy cái hệ thống y tế một đất nước giàu có, nhưng mà người dân phải trả cái chi phí rất rất là nhiều. The country is famous for being rich, but people pay a lot for health insurance. Rich my butt. Anh bảo giàu ở đâu, giàu ở mông chứ không phải là giàu toàn đi famous thôi. Giàu nổi tiếng là giàu, nhưng mà thật ra thì có phải đâu. Eating so fast. Chồng mình ăn nhanh nhé. I'm sorry, love. Anh bảo, anh xin lỗi. Everything was alright today? Mm-hmm. Hôm nay mọi thứ ổn không anh?
I had to install lights in some of the common areas on the first floor. Mm. And then they started priming the hallway so that hopefully, maybe tomorrow, maybe not tomorrow, I don't know. Soon, mm-hmm. we'll be putting the lights in the hallway. Okay. And then I had to go straighten a number of outlets and switches and stuff on the first floor because they apparently got knocked off kilter. Mm-hmm. Chào mình bây giờ kiểu bắt đầu lắp đặt xong hết dây điện vào rồi thì làm cái hệ thống chung cư đó bây giờ ở tầng 1 ấy, là người ta bắt đầu lắp đặt toàn bộ cái điện trong nhà rồi là điện hành lang các kiểu ấy. Thì nói chung là công việc làm về điện thì nó chỉ có điện thôi. His work is an electrician and it's just about wires, lights and stuff like that, switches, outlets, yeah. Mm-hmm. Ổ cắm, ổ kiếc, rồi dây điện, dây miếc, bóng đèn, bóng điếc, nói chung là tất cả liên quan đến điện cả nhà. Chồng mình làm một ngành điện, là chuyên về lắp đặt các thiết bị điện trong nhà, rồi là các cái tất cả những cái gì liên quan đến điện ở trong gia đình cá nhân này cũng có này, gia đình kiểu như là private house hoặc là trong cái apartment căn hộ này, những cái khu chung cư này, cái điện công nghiệp chồng mình cũng cứ theo dự án của công ty thôi là đi làm thôi. Còn mình đang ăn mà nó vẫn đang đạp cả nhà. While eating, Emily still kicking. Nhiều khi nó đạp nhiều quá. Bác sĩ là nói đạp nhiều tốt mà mình nghĩ là đạp nhiều này. Maybe she can't wait to be on YouTube too. Tiêu hao năng lượng. Chồng mình bảo, chồng mình nói là đạp nhiều bởi vì là con cũng muốn đi ra ngoài để làm YouTube. Maybe mama will be jealous though. Maybe will be a bigger YouTube star than mama will. Xong chồng mình bảo khi mà con mà ngồi đây làm YouTube ấy, thì mẹ lép vế, nghĩa là con sẽ thành ngôi sao, còn mẹ chỉ là cái phông nền cho con thôi, background ở Emmy á. Cuối tuần này mình đi mua cây giống ở một cái chị Việt Nam. This afternoon, this weekend. Yeah. Already contacted the Vietnamese ladies to pick up some of the nurseries, the plants. Mm-hmm. Xong cái cây trồng ấy, thì là mình sẽ trồng một số cây ở trước cái cửa nhà mình, trước cái ban công nhà mình. Mùa hè cho nó vui. Một số loại thì mình gieo hạt được, một số loại mình không gieo được. Mình mua rau cần nước, rau húng, rau kinh giới, với lại cái tô linh tinh. Mình đến đây mình xem có cái gì để mình mua. I'm gonna buy some Vietnamese vegetables. Mm-hmm. Does that mean you want to go do that this weekend? Mm-hmm. Okay. Cuối tuần này trồng mấy cái rau thơm rau thích của Việt Nam ấy thì nó tiện đỡ phải đi chợ. Cả nhà làm cái salad này ăn rất là ngon và tốt sức khỏe. Ow, I bit my tongue. No, don't do that. Cắn thật vào lưỡi. Biting yourself isn't any good, love. You're not supposed to do that. I don't want to. Xong rồi bảo đừng cắn. Đừng cắn vào lưỡi, ai mà muốn vậy. Tự dưng nó cắn vào vậy chứ. Anh bị hâm, anh hấp. Oh yes, anh hấp. Am I? Oh no, I'm not totally bit myself though. Anh bảo chỉ có người tự cắn vào lưỡi mình mới hấp. Bố em bị hấp. Mẹ em bị hấp. Ok, let's finish video for me to focus on eating. Ok. Bây giờ mình kết thúc video, mình ăn một phát 2 phút cho xong. Chồng mình ăn xong rồi. Ok, I'm gonna finish my video to focus on eating for more than 2 minutes. Ok, then thank you very much for watching. And I see you guys in my next video. Don't forget to subscribe, like and share our video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của vợ chồng mình. Nhớ đăng ký kênh, ấn quả chuông, like, share video để cập nhật những cái video mới nhất của vợ chồng Trang Đoàn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye. Bye, see you next time. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.